Xin chào các thầy cô và xin chào quý vị. Tôi là Nguyễn Tất Thắng, tổng chủ biên cuốn sách giáo khoa Công nghệ 6. Sau đây tôi xin được giới thiệu về cuốn sách giáo khoa Công nghệ 6. Cuốn sách giáo khoa Công nghệ 6 là một trong những cuốn sách thuộc bộ sách giáo khoa cánh diều được xây dựng dựa trên cơ sở là cụ thể hóa chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 môn Công nghệ và sách được thiết kế theo cái định hướng là phát triển phẩm chất năng lực học sinh phù hợp với vùng miền và thuận tiện cho cái việc chủ động tổ chức các hoạt động dạy học của giáo viên về những cái điểm mới của sách giáo khoa môn công nghệ 6 bộ sánh cánh diều thì có một số những cái điểm mới như sau điểm mới thứ nhất ý, là điểm mới về cái việc định hướng phát triển năng lực học sinh thì trong cái cuốn sách giáo khoa công nghệ 6 này thì chúng tôi thiết kế lựa chọn những cái nội dung và những cái cấu trúc để mà thiết kế sách hướng tới những cái chức năng cơ bản sau thứ nhất ấy, là nó cung cấp các cái thông tin khoa học chính xác cho giáo viên và học sinh cái thứ hai nó là hỗ trợ cho giáo viên và học sinh trong cái quá trình tổ chức dạy học tích cực và thứ ba là tạo cái động lực để mà giúp cho học sinh các em có thể tìm tòi khám phá các cái kiến thức thứ tư nữa là cái cuốn sách này thì sẽ tạo điều kiện cho cái việc tích hợp giáo dục STEM và bước đầu thể hiện cái sự phân hóa học sinh thông qua các cái hoạt động cũng như là các cái câu hỏi bài tập ở trong sách và thứ năm ấy thì là nó hướng tới cái việc giáo dục bảo vệ môi trường cái điều thứ sáu đặc biệt đó là cái việc thiết kế nội dung hướng tới cái việc tổ chức tự học và đồng thời là hướng tới vận dụng kiến thức vào thực tế cho học sinh và củng cố mở rộng kiến thức cũng như là giúp cho giáo viên với học sinh có thể tổ chức kiểm tra đánh giá và tự kiểm tra đánh giá trong suốt quá trình học cái thứ hai nó là cái điểm mới về cấu trúc của sách giáo khoa thì chúng tôi thiết kế có 4 chủ đề và có 15 bài học. Đối với cấu trúc các cái chủ đề của bài học ấy thì trong mỗi một cái chủ đề thì chúng tôi thiết kế gồm từ 3 đến 4 bài học. và trong mỗi bài học ấy thì chúng tôi thiết kế gồm có mục tiêu của bài học, những cái hình ảnh minh họa cho bài học, các cái hoạt động để mà tổ chức học tập cho học sinh và các cái cấu phần của một bài học thì đường thực kế gồm có cái phần như sau. Thứ nhất là phần mở đầu. Thì đây chính là cái phần để mà gợi mở nội dung bài học và giúp các em có thể liên hệ bài học với thực tiễn hướng tới cái mục tiêu của bài học tiếp theo là cái phần hình thành kiến thức thì đây là cái phần mà giúp học sinh lĩnh hội kiến thức mới đồng thời là hình thành kỹ năng khám phá kiến thức và rèn luyện cái kỹ năng thực hành cho học sinh ở phần thứ ba là phần luyện tập ấy. thì cái phần này nhằm rèn luyện kiến thức khắc sâu kiến thức và củng cố kỹ năng vừa mới học được ở phần thứ tư chính là cái phần mà vận dụng các cái kiến thức kỹ năng vào cuộc sống thế và trong bài học ấy thì có một cái phần chốt rất là quan trọng đó là phần kiến thức cốt lõi chúng tôi tổ chức chốt sau những cái phần nội dung quan trọng hoặc là sau cả một bài học. Và cuối cùng chính là cái phần mở rộng trong bài học thì cái nội dung này giúp cho học sinh tăng cường cái kiến thức mới và tạo cái sự hứng thú học tập và đồng thời là giúp cho các em có cái tìm tòi để mà hướng nghiệp cho cái công việc sau này. À, sách giáo khoa môn công nghệ 6 chúng tôi thiết kế phần lớn dựa trên cơ sở của cái mô hình 5E và theo cái lý thuyết kết tạo 5ES. Trong đó chúng tôi nhấn mạnh đến các bước mở đầu, gắn kết, khai thác, khám phá, giải thích, vận dụng và đánh giá. Cái điểm mới thứ ba ấy, là điểm mới về việc lựa chọn nội dung cho các chủ đề và bài học. Thì nội dung cuốn sách môn công nghệ lớp 6 này được thiết kế theo cái định hướng phát triển phẩm chất và năng lực như chúng tôi nói ban nãy. Do vậy cho nên là nội dung của các cái bài học thì chủ yếu là những cái vấn đề cơ bản thiết thực và phù hợp với mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông môn công nghệ lớp 6 và phù hợp với học sinh lớp 6, đảm bảo cái tính đặc thù vùng miền về các cái vấn đề như là nhà ở bảo quản thực phẩm rồi chế biến thực phẩm đúng cách an toàn và đảm bảo dinh dưỡng thế và sử dụng và bảo quản những cái trang phục đúng cách và hợp thời trang thế và một cái nội dung nữa là cái phần đồ dùng điện trong gia đình ấy, thì giúp cho các em hướng tới cái việc sử dụng an toàn tiết kiệm và thân thiện với môi trường thì các cái bài học này thì chúng tôi không thiết kế theo từng tiết một như các cái sách giáo khoa công nghệ hiện hành hiện nay mà nhiều bài thì chúng tôi thiết kế hai tiết tùy theo từng cái nội dung của chủ đề để nhằm tạo điều kiện cho cái việc tổ chức dạy của giáo viên và học của học sinh một cách thật thuận lợi, linh hoạt. Cái thứ hai là sách thiết kế nhiều hoạt động học tập đa dạng nhằm tạo điều kiện cho giáo viên có thể đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Đồng thời là khuyến khích cái việc học tập một cách tích cực và chủ động của các em. Cái cuốn sách này thì cũng hướng tới cái việc đặt câu hỏi, thảo luận, giải quyết vấn đề liên hệ vận dụng vào điều kiện của gia đình của địa phương đối với học sinh và các cái hoạt động thực hành được chúng tôi đưa vào bài học để mà tạo điều kiện cho các em học sinh được rèn luyện kiến thức kỹ năng và vận dụng kiến thức vào thực tế và do vậy cho nên là sách rất là coi trọng cái việc tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh để mà giúp cho các em có cái cơ hội quan sát thực tế bước đầu phát triển kỹ năng quan sát và đồng thời là gì ạ phát triển cái kỹ năng giao tiếp thuyết trình Uh, trong quá trình làm việc với bạn bè, làm việc với thầy cô cũng như là dạ, uh, khi mà triển khai uh, làm các cái bài tập ở địa phương, ở gia đình và sau mỗi chủ đề thì uh, chúng tôi uh, có một cái bài ôn tập thì uh, chúng tôi thể hiện bằng các cái sơ đồ hóa kiến thức để nó thể hiện được mối liên hệ giữa các cái kiến thức mà các em đã học để từ đó giúp các em phát triển tư duy tổng hợp rồi là tư duy khái quát hóa đồng thời là có nhiều cái dạng câu hỏi bài tập để giúp các em có thể vận dụng xử lý những tình huống và từ đó thì giúp học sinh có thể ôn tập và củng cố tổng hợp, vận dụng các cái kiến thức mà đã học trong toàn bộ chủ đề. Điểm mới về cái cách trình bày và hình thức sách giáo khoa thì cũng được chúng tôi nhấn mạnh trong cái việc thiết kế cái cuốn sách này để đảm bảo cuốn sách được sinh động, đẹp đẽ. thì cái thứ nhất là đối với ngôn ngữ thì cái cuốn sách này sử dụng các cái ngôn ngữ rất là trong sáng, dễ hiểu, gần gũi và thân thiện, giúp cho các em có cái hứng thú để mà khám phá các cái nội dung trong bài học đồng thời là sử dụng rất nhiều cái hình ảnh thông qua các bảng biểu các cái sơ đồ hóa nội dung kiến thức và thể hiện qua một loạt các cái logo để giúp cho các em có thể dễ hiểu dễ nhớ và dễ phân biệt trong các hoạt động thay vì cái việc là các em phải đọc những cái lệnh rất là khô khan về thiết kế thì sách công nghệ 6 đặc biệt coi trọng cái việc là thiết kế minh họa để giúp cho học sinh có một cái cuốn sách khoa hấp dẫn và tạo hưng phấn học tập khác hẳn so với cái cuốn sách giáo khoa hiện hành. Cuốn này được trình bày một cách rất là rõ ràng, khoa học, kinh hình rất là phong phú và phù hợp với cái đặc điểm tâm sinh lý của học sinh lớp 6 và giúp cho các em có thể hứng thú học tập. Đối với màu sắc của cuốn sách thì trang chủ đề thì chúng tôi đã dùng cái hình ảnh minh họa một cách rất là hấp dẫn và nó có thể hiện cái tính khái quát hóa cho cả một chủ đề. Trong từng trang sách thì chúng tôi thiết kế một cách đơn giản nhưng mà đảm bảo có tính khoa học tính giáo dục để học sinh dễ quan sát và dễ theo dõi. Đối với cái cuộc sách ấy, thì đối với cuốn sách công nghệ 6 này thì chúng tôi thiết kế cái khổ sách nó lớn hơn sách giáo khoa hiện hành một chút, thuận tiện cho cái việc thiết kế cấu trúc nội dung các cái kiến thức ở trong các cái bài học, các cái chủ đề. Cuốn sách được thiết kế các cái trang in màu cho từng chủ đề rồi trang bìa với những cái tông màu rất là có ý nghĩa và đồng thời là gì ạ à, nó mang những cái màu đặc trưng cho từng cái chủ đề một để mà tạo ra cái sự hưng phấn cũng như là sự khác biệt trong từng chủ đề để tránh cho cái việc uh, gây cái cảm giác nhàm chán cho học sinh trong quá trình học tập đối với các bài học các chủ đề thì chúng tôi đánh số để hỗ trợ cho cái việc dạy và học uh, của học sinh cũng như của giáo viên uh, chúng tôi sử dụng các cái phông chữ đơn giản nhưng mà phổ biến uh, rõ ràng và dễ phân biệt các cái nội dung chính với các cái phần công cụ định hướng để phù hợp với học sinh lớp 6. À, với cái sự nỗ lực của các tác giả và sự tâm huyết của chúng tôi thì chúng tôi hy vọng rằng là cuốn sách giáo khoa công nghệ 6 ở bộ sách cánh diều sẽ là một cái cuốn sách rất là hữu ích cho giáo viên và học sinh. À, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và quý vị đã chú ý lắng nghe chúng tôi giới thiệu.